Nếu bạn đã từng có trải nghiệm khi mà ngồi trên một bộ sofa nhập khẩu nguyên chiếc của Ý thì các bạn cũng sẽ hiểu được cảm giác khi mà ngồi trên bộ sofa này. Còn nếu chưa thì các bạn hãy ghé ngay showroom của Pula Furniture để có thể hiểu được cái cảm giác đó cùng với Pula Rowen. Sofa góc L Pula Rowen là một lựa chọn hoàn hảo cho những vị khách yêu thích sự tối giản nhưng tối đa công năng. Chiếc sofa được thiết kế theo dạng góc L với những đường thẳng chạy dọc xuyên suốt từng phần. Lưng ghế chia mũi ngang có khả năng gập mở để phù hợp với nhu cầu ngồi ngả lưng và tựa. Tay ghế vuông vức mang đến sự khỏe khoắn cho sản phẩm, thêm điểm nhấn là những đường chỉ may nổi rích rắc. Để mang đến sự mềm mại cùng độ bền vượt trội cho Pula Rowen, chúng tôi sử dụng chất liệu bọc là da bò nhập khẩu từ thương hiệu Machoto nổi tiếng thế giới. Được chế tác thủ công, lưu giữ trọn vẹn độ tự nhiên cùng với đặc tính lỗ chân lông thoáng khí, Pula Rowen đem đến cảm giác đông ấm hè mát, nâng niu mọi giác quan. Pula Rowen sở hữu lớp nệm ngồi vô cùng êm ái với cấu tạo nệm gồm 3 lớp là sự kết hợp giữa nệm HT90S siêu nảy, mút ES40 êm mềm và lông vũ bề mặt cho trải nghiệm êm hơn, mềm hơn và hạn chế tối đa tình trạng xẹp lún sau thời gian dài sử dụng. Phía dưới lớp nệm chính là hệ thống lò xo giúp tăng khả năng đàn hồi, phân tán lực đều. Pula Rowen có kích thước tiêu chuẩn là 2m8 x 1m8 x 1m. Tuy nhiên các bạn cũng có thể đặt chất liệu, kích thước, màu sắc theo yêu cầu để có thể phù hợp với cả không gian trong căn hộ của mình. Và các bạn hãy nhớ mua sofa da thật, da tốt đến ngay Pula Furniture.